Apple trang bị Optic ID ở trên Vision Pro. Thì trong cái chủ đề này mình chia sẻ với anh em xem là Optic ID là cái gì, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào trên Vision Pro và cái trải nghiệm sử dụng thực tế của nó ra sao. Nếu so với lại cái Face ID hay là cái Touch ID thì nó có thay thế được không, hay nó có giải quyết được cái vấn đề gì không? Trước tiên thì mình nói về cái Optic ID nó là gì. Thì Optic ID là cái tên mà Apple đặt cho cái biện pháp bảo mật dựa trên cái mống mắt ha. Thì Apple sẽ dùng cái camera để mà quét cái mống mắt của chúng ta, và dựa vào cái cấu trúc của mống mắt cũng như là màu của mống mắt mà nó phân biệt được là cái mống mắt đó thuộc về ai. Ví dụ như mình scan cái mống mắt của mình vào cái Vision Pro này, và khi người khác đeo vào nó sẽ scan lại cái mống mắt của người đó và nó thấy nó khác, do đó là không xác nhận được đó là mống mắt của cụ Hiệp, do đó là cái Vision Pro đó nó sẽ không cho login vào để xài. Thì theo thông tin của Apple thì cái cấu trúc của mống mắt, cái màu mống mắt đó, nó khác biệt, và cái tỷ lệ là 1 phần 1 triệu, tức là phải 1 triệu cái mống mắt khác nhau thì nó mới lập lại một cái mống mắt giống nhau. Thì như vậy cái mức độ bảo mật của nó sẽ tương đương với lại cái Face ID, tức là 1 triệu cái khuôn mặt khác nhau thì mới gặp cái khuôn mặt giống đó. Thì một số cái hãng họ gọi là Iris Scanner như là Samsung hay là Microsoft ngày xưa, còn Apple thì gọi là Optic ID. Năm 2015 thì Microsoft trang bị cái bảo mật mống mắt ở trên cái điện thoại Lumia 950 và 950XL. Năm 2016 thì Samsung trang bị trên Samsung Galaxy S8, và cũng trong năm đó là trên Note 8. Thì Samsung còn trang bị ở trên S9, Note 9 và Note 7 nữa. Đó, thì là những cái thiết bị có trang bị cái nhận dạng mống mắt mà anh em biết ha. Một số hãng khác của Trung Quốc cũng như của Nhật Bản cũng trang bị công nghệ tương tự. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa cái Optic ID ở trên Vision Pro và trên những cái smartphone xài cái nhận dạng mống mắt là Vision Pro được gắn ngay trên mắt của anh em. Do đó khoảng cách mà nó lấy cái mẫu rất là gần, và khi anh em đeo vào rồi, nó khớp rồi thì nó chính xác. Còn đối với lại những smartphone ngày xưa thì nó xa như vậy. Đó, anh em có hình dung nó xa như vậy, và cái điểm lấy rất là nhỏ, chỉ là cái lòng bên trong mắt của chúng ta thôi, do đó là nó sẽ khó nhận dạng hơn. Khi mà để lệch chút xíu thôi thì đã lệch rồi. Thì như vậy, khác biệt là như vậy. Phần thứ hai mình nói về cái chuyện là cái Optic ID ở trên Vision Pro dùng làm cái gì. Trước tiên nó dùng để anh em login, anh em đăng nhập vào trong cái Vision Pro. Vision Pro nó cũng giống như cái điện thoại của anh em, nó cũng giống như cái iPad, nó cũng giống như cái máy tính MacBook vậy. Để vào sử dụng thì chúng ta cần phải, một là gõ cái barcode, hai là chúng ta phải dùng cái Optic ID để chúng ta đăng nhập vào. Sau khi anh em đã thiết lập cái Optic ID rồi thì anh em chỉ cần đeo cái Vision Pro lên và nó sẽ scan cái mắt của anh em và nó xác nhận à đây là cụ Hiệp, đây là anh này, đây là anh kia, xong đúng là người chủ sở hữu của cái Vision Pro rồi thì sẽ mở cho xài. Đó, trước tiên là chúng ta dùng nó để login vào cái Vision Pro, và đó là cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều nhất, giống như chúng ta login vào cho điện thoại máy tính vậy. Tiếp theo thì nó sử dụng tất cả những cái tính năng giống như là cái Face ID mà anh em đang sử dụng vậy. Ví dụ như là anh em có password lưu ở trên iCloud ha, thì anh em login vào tinh tế, nó sẽ điền cái username vào, sau đó đến cái phần password thì nó sẽ hiện lên cái Optic ID để nó confirm, hoặc là nó tự động nó cho anh em chọn trước khi vào cái phần password đó thì nó cần cái Optic ID để xác nhận. Hay là mình vô App Store mình mua app, mình tải một cái app nào đó, và thay vì nó cần mình phải nhập cái password của cái iCloud thì nó dùng cái Optic ID để nó xác nhận à đó là cụ Hiệp, và nó tự động lấy cái password ở trong cái phần mềm password, nó điền vào trong cái iCloud, điền vào trong cái chỗ mình download. Tương tự như vậy, anh em lưu bất cứ một cái password nào được lưu trong đó và nó dùng cái Optic ID để nó xác nhận. Em còn có thể mua được đồ thông qua Apple Pay ha. Em đã gán Apple Pay vào trong Safari hay là vào những cái app hay là những cái dịch vụ nào mà nó sử dụng Apple Pay, anh em có thể
mua một cách rất là dễ dàng ha. Nó sẽ scan cái mắt của anh em để nó thanh toán rất là nhanh. Giống như anh em cầm cái iPhone lên, anh em bấm đúp một cái thì nó mở cái Apple Pay ra và nó scan mặt anh em vậy. Thì tương tự như vậy, nó scan cái mắt của anh em. Thì như vậy là dễ dàng ha. Thì đó là những cái mà anh em xài. Thì đại loại là anh em cứ hình dung cho tất cả những cái gì mà anh em xài được ở trên Face ID, trên Touch ID thì nó sẽ xài trên Optic ID. Và nó là cái bảo mật xịn nha, tương tự như Face ID, tức là có thể dùng cho thanh toán được luôn. Chứ một số cái máy điện thoại khác nó có Face ID mà cái dạng 2D thì không có dùng cho thanh toán được. Đó, về sau này nếu mà có app ngân hàng ở trong cái Vision Pro thì anh em cũng sẽ sử dụng được nó tương tự như vậy. Vậy thì khi sử dụng thực tế ở trên cái Vision Pro thì cái Optic ID đó nó có mượt không? Nó có dễ dàng không? Và nó có bị trượt hay không? Thì sau khi sử dụng 2 tuần thì cái nhận định đầu tiên của mình đó là nó mượt. Ha, nói chung là khi mà đúng vị trí, khi mà đúng cái tính năng nó được thiết kế thì nó scan rất là nhanh. Nó sẽ có cái tốc độ tương tự như là scan cái Face ID vậy. Nhanh lắm. Đó, anh em nhập password, anh em login vào, anh em làm gì nó chỉ hiện cái biểu tượng con mắt lên, cái biểu tượng Optic ID lên, anh em nhìn vào đó một cái nó nhận dạng ngay. Tất cả những cái gì mà chúng ta thấy nó diễn ra nó chẳng qua là cái hiệu ứng hình ảnh. Nó cần diễn ra như vậy thôi, chứ còn cái tốc độ của nó mình nghĩ nó nhanh rất là nhiều. Như vậy thì rất là dễ dàng ha. Mình thấy nó còn nhanh hơn là cái Touch ID, bởi vì Touch ID chúng ta phải để vào đúng vị trí nữa. Nhưng mà nó sẽ kém hơn là cái Face ID ha. Bởi vì hiện tại mình thấy Face ID nhanh lắm. Đưa cái điện thoại lên chút xíu nó nhận được, hoặc là liếc qua nó nhận được rồi. Còn cái Optic ID thì cần phải nhìn vào trong cái biểu tượng Optic ID, cũng như là nó cần phải có một cái thời gian để chúng ta ngước mắt lên. Đó, thì là như vậy. Rồi, còn cái bị trượt thì trong quá trình sử dụng của mình cũng thấy nó bị trượt ha. Thì có hai lý do. Một là cái vị trí của cái Vision Pro nó không đúng như cái vị trí mà Apple muốn chúng ta sử dụng ha. Bởi vì khi anh em đeo cái mắt kính vào, anh em đeo cái Vision Pro vào, anh em phải để đúng một cái vị trí nào đó mà nó xác định ấy, thì nó mới scan được cái mắt của chúng ta để nó sử dụng được. Thì ở vị trí đó cũng là cái vị trí nó scan được cái Optic ID. Nếu chúng ta sử dụng một thời gian, một lúc rồi đó nó sẽ xuống chút xíu đó. Hoặc là nó cao lên chút xíu, hoặc là xem bên trái xíu, bên phải xíu, thì nó sẽ không scan được. Nó báo chúng ta là để chính xác lại. Thì đó là một trong những cái khó khăn rất là nhiều nếu mà so với Face ID đó. Và mình cũng bị trượt rất là nhiều lần. Mình không hiểu vì sao hết. Mình login không được vào cái tài khoản của mình trên tinh tế. Không login vào được cái mua ứng dụng. Thì có vẻ như lần đó là cái lỗi của ứng dụng ha. Sau khi mình update firmware trong buổi tối hôm đó thì hôm sau nó hoạt động bình thường. Đó. Thì như vậy nhận định của mình khi sử dụng cái Optic ID là gì? Là thứ nhất á, là nó rất đơn giản, rất nhẹ nhàng ha. Anh em chỉ cần liếc mắt là xong. Thứ hai á, nó tiện lợi hơn là Touch ID, hơn là những cái biện pháp hiện nay như là dùng vân tay trên màn hình hay là bấm code vào. Tiện lợi rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà so với Face ID thì nó kém hơn. Rồi, vậy thì cái Optic ID nó có là một cái tương lai của bảo mật thay thế cho Face ID hay là Touch ID hay không? Thì cái này không. Thứ nhất là nó dùng cho Vision Pro thôi, bởi vì cái Vision Pro nó nằm ở trên mắt của anh em. Thì ngoài cái chuyện bấm code ra thì cái Optic ID là cái đơn giản nhất có thể trang bị được. Không thể nào mà mang nó ra rồi cho nó quét xong rồi đưa ngược lại giống như cái Face ID được. Và nó cũng sẽ không thay thế cho cái Face ID được, bởi vì theo mình sử dụng thì cái Face ID nó nhanh hơn, nó tiện rất là nhiều, để khoảng cách xa hơn. Còn cái Optic ID này thì thứ nhất phải để gần, hoặc nếu để xa thì nó phải chính xác hơn, nó phải để đúng cái vị trí nào đó hơn. Và dĩ nhiên nó không thể thay thế cho cái Touch ID ở trên cái máy tính của anh em được, bởi vì nếu cái máy tính có trang bị cái gì đó bảo mật tốt hơn cái Touch ID thì có thể là cái Face ID chứ không phải là cái Optic ID đó. Thì cơ bản sẽ là như vậy. Rồi, xin cảm ơn.